Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái mẹo để mọi người có thể nhận tối đa 85 xu trong phần mua sắm nhận xu ở cái app Cappang. Mình sẽ review thêm cho mọi người tham gia cái sự kiện nhận quà đến 100 triệu mừng sinh nhật 1 tuổi từ Cap3. Trước khi về chủ đề chính của video thì mình sẽ quay random để chọn ra một bạn may mắn nhất nhận giải thưởng 10k của mình. Ở video lần này thì chúng ta có tổng là 73 comment. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Chí Công, bạn nhận Momo đã trao giải thành công cho bạn Nguyễn Chí Công. Bạn nào mà chưa chơi cái app cấp bang này thì cái link đăng ký này, mã giới thiệu cộng video hướng dẫn đăng ký thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Thì các bạn có thể tham gia. Ở đây hiện tại Vân đang có rất là nhiều sự kiện mọi người có thể kiếm được tiền. Ví dụ nha, đi bộ kiếm tiền này, đăng ký hai nhiệm vụ là tài khoản MB và OCB OMI thì các bạn sẽ nhận được là 90.000. Khi mà đăng ký tài khoản thành công thì các bạn sẽ nhận được 10.000, tổng đã được 100.000 rồi. Và mình đã kiếm được là hơn một triệu từ cái kèo này rồi nhá. Rồi và hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cách để mọi người có thể kiếm được số lượng xu của mọi người tăng lên Và có thể tham gia vòng quay may mắn để kiếm được tiền mặt luôn Và mọi người có thể tham gia cái Reway 100 triệu mừng sinh nhật 1 tuổi nhá Rồi thì ở đây mọi người sẽ vào cái phần trang chủ này giúp mình Mọi người kéo xuống thì ở đây mọi người sẽ nhìn thấy cái phần nhận quà ở đây thì nó sẽ có những nhiệm vụ cho mọi người làm, ví dụ như là check-in hàng ngày thì mọi người có thể vào đây hàng ngày check-in, truy cập vào app và check-in thì các bạn sẽ nhận được xu. Phần thứ hai đó là mua sắm nhận xu thì cái phần mua sắm nhận xu này thì các bạn sẽ kiếm được tối đa là 85 xu. Tiếp theo là mời bạn bè nhận xu thì các bạn có thể tham gia mời bạn bè để kiếm xu. Hôm nay thì mình sẽ review và hướng dẫn mọi người à, một cái mẹo để mọi người có thể nhận tối đa cái phần xu ở phần mua sắm nhận xu này và mọi người không mất một đồng nào nhá. Ý là mọi người chỉ mua đơn hàng ảo thôi ý. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào phần trang chủ này, mọi người kéo xuống, mọi người sử dụng các cái shop nào thì tùy nhá Hiện tại thì mình đang sử dụng Shopee là chính Nếu mà các bạn muốn sử dụng nhà Tiki Thì các bạn cần phải tải sẵn cái app Tiki đăng nhập hết rồi Mình cũng thế, mình sử dụng Shopee Thì mình đã tải app Shopee này Đăng nhập tài khoản Ghi rõ địa chỉ các thông tin của mình Để có thể nhận được hàng nhá Sau đó thì mọi người sẽ vào cái app Các bang này Vào cái phần trang chủ và chọn đến cửa hàng Ví dụ như là mình đang hướng dẫn mọi người tham gia bằng Shopee nhá Ở đây mọi người sẽ ấn phần mua ngay giúp mình Mọi người phải làm đủ các cái bước này thì mọi người mới có thể nhận được xu. Đối với những cái bạn mà muốn mua hàng ở trên này để được hoàn tiền thì các bạn cũng làm các bước tương tự như thế này nhá. Còn đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn mẹo để nhận xu thôi, tại vì mình biết là cũng có khá là nhiều bạn cũng chỉ đến để kiếm tiền online mua thẻ cào chứ không có ý định mua hàng ở trên này. Rồi thì mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều mặt hàng ở đây. Mọi người sẽ chọn cho mình một mặt hàng bất kỳ, ví dụ như là mình muốn chọn áo nào, rồi, ở đây thì rất là nhiều loại áo, giá cả thì không quan trọng đâu mọi người ạ. Mọi người sẽ ấn mua ngay giúp mình nhá. Mọi người chọn mặt hàng nào cũng được, sau đó thì mọi người sẽ chọn mua ngay giúp mình. Tiếp theo mọi người chọn màu này. Sau đó thì ấn mua ngay. Mọi người cứ làm đủ các bước như mình hướng dẫn thì chắc chắn là mọi người sẽ thành công nhá. Sau đó thì mọi người ấn mua hàng giúp mình. Đó, sau đó thì ấn đặt hàng. Trời ơi, sao phí ship nhiều thế? Phí ship 42.000 luôn. Đó, sau khi mà mọi người đã nhìn thấy cái phần chờ xác nhận này thì mọi người ấn vào phần đơn hàng giúp mình luôn nhá. Ở cái bước này thì mọi người có thể thoát ra, sau đó thì vào Shopee và hủy đơn hàng đi cũng được. Nhưng mình ở đây thì mình hủy luôn, sau đó thì mọi người ấn hủy đơn hàng. Mọi người sẽ chọn tùy vào cái mục đích của mình nhá. Mọi người có thể ghi là đổi ý, không muốn mua nữa. Sau đó thì mọi người ấn hủy sau khi mà mọi người hủy đơn hàng thành công rồi thì mọi người sẽ cách mọi người thoát ra và mọi người sẽ quay lại cái này và mọi người tiếp tục đặt hàng nhé và mọi người sẽ để ý ở trên này này ờ, sau khoảng là 1 đến 2 tiếng thì nó sẽ xác nhận đơn hàng cho mọi người mọi người sẽ kích cái phần vào nhiệm vụ đây và mọi người có thể nhìn thấy là một đơn hàng sáng nay mình đặt ảo thì mình đã nhận được là 5 xu rồi hiện tại thì mình đang chờ mấy đơn nó xác nhận khoảng 2 tiếng thì nó mới xác nhận đơn cho mọi người nhá thì lúc đó thì mọi người mới có được là nhận xu này 3 đơn này, 5 đơn này, 7 đơn này, 10 đơn, 15 đơn Thì các bạn cứ làm đặt liên tục như thế Và mình nghĩ là nếu mà đối với những cái bạn nào mà làm như mình hướng dẫn ý, thì các bạn làm lâu lâu cách ra nhau một tí. Ví dụ như một tiếng thì mọi người chỉ đặt 2-3 đơn thôi Sau đó thì mọi người hủy Để nó đỡ tránh phát hiện ra tài khoản của chúng mình gian lận á Rồi khi mà có xu thì các bạn có thể ấn vào phần đổi xu để nhận quà Sau đó thì mọi người ấn chơi ngay cũng được nhá Thì ở đây nó sẽ có phần để cho mọi người lắc may mắn đây này cứ làm xu thì mọi người sẽ được một lượt quay, mọi người ấn xác nhận đổi xu ở đây. Có lượt chơi đây và mọi người quay và có thể cơ hội nhận được 10.000 nhá. Rồi thì mình sẽ review cho mọi người tham gia cái sự kiện Reway 100 triệu. Thì mọi người có thể vào trang chủ này, xong kéo những cái banner này. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy có rất là nhiều cái banner ở đây. Và hiện tại vẫn đang có cái chương trình là mời bạn bè nhận thưởng nhá Diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 Và các bạn có thể nhận được quà lên đến là 10 triệu đồng khi mà các bạn lọt tốt ý Còn đối với những bạn nào mà không lọt tốt thì các bạn sẽ nhận được 2.000 đồng trên một lượt mời nhá Ở đây thì mọi người sẽ ấn vào phần reway 100 triệu Thời gian thì còn là 14 ngày nữa Thì có rất là nhiều những cái shop mà mọi người có thể tham gia Ví dụ mình đã tham gia bên Shopee rồi này đó, chưa tham gia ở các bang này. Ở đây thì mọi người có thể tham gia hết nha. Có rất là nhiều thương hiệu. Ở đây thì chủ yếu là kiểu mọi người săn voucher á. Thì mình biết là có rất là nhiều bạn thích phần Tiki này. Rồi thì mình sẽ review cho mọi người một cái. Còn các cái kia thì các bạn làm tương tự nhá. Ví dụ mình chọn cái chương trình của các bang này. Mình chọn vào đây. Cái chương trình này lên đến là 50 triệu. Đó, sau đó thì mọi người ấn phần tham gia nhận thưởng này giúp mình. Ở đây thì mọi người sẽ cần phải làm nhiệm vụ. Đầu tiên thì mọi người cần phải đặt cho mình là 5 xu này. Tiếp theo thì mọi người cần phải chia sẻ lên bài viết và mọi người đợi thôi nhá. Nó có hướng dẫn này. Cách tham gia, chọn một thương hiệu mà bạn yêu thích và đặt 5 xu để đổi lấy một lượt tham gia. Chia sẻ link của thương hiệu đó lên trang Facebook cá nhân để chú độ công khai này. Xác nhận số điện thoại, bỏ qua bước này nếu mà các bạn chưa xác nhận trước đó. À bạn đã xác nhận trước đó rồi. Rồi, rất là nhiều mặt hàng nhá. Đầu tiên thì mọi người làm gì? Mọi người ấn vào phần 5 xu này mọi người ấn đặt cược cho mình nhá. hiện tại thì mình đang có 4 xu ấy, mình không thể đặt cho mọi người xem được nên mọi người lưu ý giúp mình mọi người sẽ ấn đặt xu này thì nó sẽ tiêu của mọi người năm xu sau đó thì mọi người ấn chia sẻ facebook thì nó sẽ cho mọi người một cái link này mọi người sẽ vào facebook và chia sẻ lên phần trang cá nhân sáng nay thì trên trang cá nhân của mình cũng có chia sẻ ở đó thì mọi người có thể làm tương tự nhá. nói chung là rất là dễ thôi ạ nên mọi người có thể tham gia và chờ may mắn để nhận được quà rồi mình sẽ thoát ra. Như ở đây sáng nay mình có tham gia của thương hiệu Shopee này, có 553 người tham gia này, tổng giải thưởng lên đến là 7 triệu rưỡi đúng không? Thì mọi người sẽ đặt cược Lam xu này, đã hoàn thành này, viết một bài viết trên Facebook, đã hoàn thành. Và mình chỉ cần chờ thôi, khi nào mình trúng thưởng thì mình sẽ nhận được voucher 500.000 mua sắm ở Shopee khá là ổn. Mua sắm ở Shopee thì khá là ngon, nếu mà các bạn có voucher này thì các bạn sẽ mua hàng miễn phí đó rồi mình sẽ kích vào cái phần thông báo này, vấn phần hoàn tiền này thì các bạn có thể thấy là mỗi một lần mở giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được là 2.000 đồng. Mình sẽ kéo xuống cái phần để cho mọi người xem cái đơn hàng ảo của mình nhá. Đây này mình đã được nhận tiền từ, à, mình đã được hoàn thành cái chương trình của OCBOMI và mình đang chờ hoàn tiền là 50.000 đó. thì các bạn nào mà chưa tham gia thì các bạn có thể tham gia nhé. Rồi cái đơn hàng này của mình đã đặt vào mình hủy này Thì nó đã ghi nhận đơn hàng cho mình rồi Và dự kiến hoàn tiền chỉ là 1 hai thôi Nhưng mình hủy rồi Hủy do này thì nó sẽ báo là đơn của mọi người bị lỗi nhá Chủ yếu là mọi người tham gia để mọi người nhận cái phần xu này Tham gia vòng quay may mắn Hoặc là tham gia chương trình rủi 100 triệu Rồi mọi vấn đề thắc mắc hay không hiểu Thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua facebook của mình Link mình sẽ để dưới phần mô tả